Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua những sản phẩm Apple hàng chính hãng, ví dụ như là iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch và tai nghe AirPods thì có thể đến Shopdan, đại lý ủy quyền Apple. Đấy, ở Việt Nam thì có rất là nhiều các đơn vị bán hàng Apple chính hãng. Tuy nhiên có những đơn vị giá rất rẻ thì cửa hàng lại bé, có những đơn vị cửa hàng to thì giá lại khá cao. Còn nếu để đáp ứng được cả hai yếu tố đó là giá vừa phải tốt cũng như là cửa hàng phải to đẹp như là ở Apple Store thì các bạn có thể đến Shopdan nhé. Đấy, hiện tại thì Shopdan đang sale off rất nhiều các sản phẩm Apple, anh em có thể truy cập trực tiếp vào cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả của video này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Quan NH, bạn hỏi là Poco F3 liệu chất lượng có như truyền thông đang sôi sục hay không anh? Em đắn đo về việc mua máy làm máy chính. Thực ra là mình không để ý xem là truyền thông Việt Nam viết gì về Poco F3. Thì mình sẽ chỉ để ý xem là sản phẩm này bản chất nó sẽ như thế nào thôi. Đầu tiên, Poco F3 là một cái phiên bản hàng chính hãng của Redmi K40. Thì nếu mà nó là hàng chính hãng thì nó sẽ có sẵn tiếng Việt, có sẵn Safe Play, được bảo hành tốt hơn. Đây là ba cái điểm mà Poco F3 sẽ hơn so với cả Redmi K40. Đấy, mình thì chưa có Poco F3 ở trên tay, mình mới chỉ có Poco X3 Pro thôi. Nên là mình sẽ không bao giờ đánh giá cái gì mà mình chưa có được sử dụng, mình sẽ chỉ đánh giá những gì mà mình đã sử dụng thôi. Thế thì nếu mà lấy Redmi K40 sang làm tham chiếu thì mình sẽ có một số những nhận xét về cái sản phẩm này. Sau một khoảng thời gian rất là dài mình trải nghiệm, mình biết rất nhiều người nói K40 trên trời, nhưng mà mình thì lại không nghĩ như vậy. Nó cũng sẽ có một tồn tại một số những cái nhược điểm. Ví dụ cái nhược điểm đầu tiên đó là camera của nó không được như mình kỳ vọng. Đấy, đây là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là độ sáng màn hình của nó bây giờ đang gặp phải vấn đề. Đấy là nó mặc dù không bật cái chế độ auto độ sáng lên, nhưng mà khi mà các bạn vào game hay vào speed test ấy, thi thoảng nó vẫn bị giảm độ sáng xuống, mình không hiểu tại sao luôn. Đấy. Cái điểm thứ ba nữa đó là pin chờ của nó tụt hơi nhanh. Đấy. Cái điểm thứ tư nữa đó là thông báo của nó nhận đôi khi nó bị delay. Đấy, thì đấy là bốn cái điểm mà sau này trong video đánh giá rất chi tiết về Redmi K40 và K40 Pro mình sẽ làm rõ cho bạn những cái điều này. Đấy, còn chia sẻ với bạn luôn, đấy là đợt này nhiều máy mới về quá thật, nên là mình chưa có thời gian để mà mình đánh giá chi tiết về cái con K40 và K40 Pro. Có những chiếc điện thoại mình chỉ cần sử dụng khoảng một vài ngày thôi là mình đã hiểu được về nó và mình đã có thể đánh giá rất chi tiết về nó được rồi. Nhưng có những điện thoại mình nghĩ là mình cần nhiều thời gian hơn. Đấy, bởi vì là những điện thoại đó thì là những điện thoại mà có quá nhiều người quan tâm tới. Nên là nếu bây giờ mà mình lại cẩu thả trong cái việc là làm video đánh giá chi tiết ý, thì sau này các bạn mua về rồi, các bạn sẽ cảm thấy là có những cái điểm đấy mà mình không nói ra thì các bạn mua về rồi các bạn lại cảm thấy là nó không được như những gì mình kỳ vọng, thì các bạn sẽ cảm thấy thất vọng thôi. Đấy, thì mình không muốn nhiều bạn thất vọng và mình muốn là những cái gì các bạn bỏ tiền ra mua đều xứng đáng. Cá nhân mình thì mình vẫn đánh giá là Poco F3 hay là Redmi K40 đều là những sản phẩm rất đáng mua. Mình chấp nhận những cái yếu điểm của nó để đánh đổi lấy quá nhiều những ưu điểm của nó. Nhưng rõ ràng nhược điểm thì có thể đối với mình nó là bé, nhưng có thể đối với nhiều người nó là lớn, thì mình sẽ nói về vấn đề này sau. Còn về cơ bản thì mình đánh giá nhá, không cần phải đi đến truyền thông đâu nhá, mình đánh giá là Poco F3 là một chiếc điện thoại đáng mua. Đấy, thế thôi ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Việt Phan. Bạn hỏi là cần lắm anh tư vấn một con máy dưới 8 triệu màn hình AMOLED 120Hz có 5G, nhu cầu là xem phim, nghe nhạc, lướt web, chơi game nhẹ. Chốt luôn cho mình Redmi K40 đi bạn. Đấy, con này thì tầm khoảng 8 triệu, màn hình AMOLED 120Hz có 5G. Xem phim con này khá ngon đấy nhá, màn hình con này đẹp đấy. Nghe nhạc con này ổn, không phải là quá hay nhưng mà ổn. Lướt web rất mượt và chơi game nhẹ thì quá thoải mái luôn. Redmi K40. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phương Huỳnh. Bạn hỏi là chào anh, nhờ anh tư vấn giúp em, Realme GT Neo và S10 5G thì nên lựa chọn máy nào ổn hơn? Cá nhân mình sẽ đánh giá như sau. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người. Đấy, tuy nhiên là về cái mức độ hoàn thiện các thứ thì mình đánh giá là S10 5G sẽ tốt hơn đấy. Về mặt màn hình thì mình cũng sẽ lựa chọn S10 5G. Mặc dù là GT Neo có tần số quét cao hơn, nhưng mà mình cần cái màn hình 2K của S10 5G hơn. Về mặt hiệu năng thì Realme GT Neo sẽ tốt hơn. Về mặt camera thì S10 5G mình vẫn đánh giá cao hơn, tổng hòa nhiều yếu tố nhé, cả chụp, cả quay, cả thu âm, cả chống rung các thứ nữa. Đấy, mình cũng thấy S10 5G sẽ tốt hơn. Về pin, và nếu mà tổng hòa cả pin cả sạc thì
thì mình sẽ lựa chọn Rimini GT Neo. Đấy. Hàng mới và hàng cũ chúng ta cũng cần phải ý đến điều này nữa. Nhưng mà như thế này này, chốt lại như thế này này. Cái Realme GT Neo bây giờ giá tầm khoảng 7 triệu. Trong đó S10 5G nó tầm khoảng 8 triệu rưỡi. Hai con này lệch nhau khoảng 1 triệu rưỡi. Nếu mà như thế thì mình sẽ ưu tiên mua Realme GT Neo hơn. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phương Đắc. Bạn hỏi là cho cháu hỏi, bác từng đăng clip tạm biệt LG nhưng mà vẫn tư vấn điện thoại LG ạ. Chính xác. Mặc dù là LG khai tử cái mảng điện thoại rồi, nhưng mà bây giờ các bạn mua điện thoại LG hàng cũ vẫn được mà. Các bạn cứ tưởng tượng như này này. Các bạn mua những sản phẩm như là LG G6 hay là LG G7 thì bản thân là hãng đã không còn bảo hành cho các bạn nữa rồi. Thì bây giờ các bạn mua thì cửa hàng sẽ là cái đơn vị mà bảo hành cho các bạn, đúng không? Thì cửa hàng đã bảo hành rồi thì chúng ta cứ mua thoải mái. Hay thậm chí là có những cái hãng kiểu là BlackBerry, bây giờ các bạn biết là họ cũng không ra sản phẩm mới nữa rồi, đúng không nào? Nhưng mà BlackBerry bây giờ mình vẫn, ví dụ như thi thoảng bạn nào mà cần điện thoại bảo mật hay các thứ thì mình, hay là cần điện thoại độc lạ, mình vẫn tư vấn BlackBerry bình thường mà. Đấy. Thì mình thấy là LG hay BlackBerry hay là HTC hay là Sony, kể cả mà có không còn hàng chính hãng ở Việt Nam nữa, chúng ta vẫn có thể tư vấn được. Bởi vì sao? Bởi vì là cửa hàng vẫn bán ra và chúng ta vẫn được bảo hành tại cửa hàng thì cũng vẫn yên tâm. Đấy. Thì đấy là cái quan điểm của mình, nghĩa là còn máy bán ra là còn tư vấn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tâm Nguyễn Đoàn. Bạn hỏi là: chào chú, cho con hỏi là bây giờ con có khoảng 1 triệu thì nên mua mẫu vòng đeo tay thông minh nào? Con đang nghiêng về hai mẫu, đó là Galaxy Fit 2 với cả Mi Band 6. Mong chú tư vấn, chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn. Thực ra là với cái yêu cầu này của bạn ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ mua Mi Band 6, bởi vì là cái Galaxy Fit 2 ấy, thì nó sẽ so sánh với Mi Band 5 nó sẽ chuẩn hơn. Còn Mi Band 6 nó cao cấp hơn rồi, màn hình của nó rộng hơn, rồi là những cái trải nghiệm về Mi Band ấy. Mi Band 6 ấy, thì mình đánh giá là nó nhỉnh hơn là Galaxy Fit 2 ấy. Nếu mà là mình thì mình sẽ ưu tiên mua Mi Band 6 hơn nha bạn nhé. Mới cả Mi Band 6 ấy, thì có một cái điểm bây giờ mình thích này. Đấy là ngày xưa với trường hợp của Mi Band 4 và Mi Band 5 thì nếu các bạn mua cái phiên bản sách tay thì nó sẽ không có tiếng Việt. Đúng rồi, không có tiếng Việt thì Mi Band 6 cũng không có tiếng Việt thôi. Nhưng mà Mi Band 6 được cái là gì? Đấy là nó đọc được tiếng Việt. Nghĩa là các bạn có thể có tin nhắn đến đây nó đọc 100% được tiếng Việt, không bị lỗi phông, không bị lỗi xuống dòng cái gì cả. Đấy mới là cái điểm mà mình thích. Và gọi điện đến thì nó cũng hiển thị tiếng Việt lên, nên là với Mi Band 6 thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mua con này. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nhung Mạnh. Bạn hỏi là: em đang sử dụng iPhone 10s và xài iOS 7 năm nay. Bây giờ em đang nhắm tới OnePlus 9 thì theo anh có nên mua hay không? Với OnePlus 9 ấy, thì mình thấy là đây là một sản thiết kế thì nó không có điểm gì nổi bật, nhưng mà cái màn hình của nó là màn hình đẹp. Màn hình AMOLED 120Hz, 1100 nit là ổn rồi. Nó có kháng nước kháng bụi nữa cơ, IP68. Camera của OnePlus thì thực ra là con này mình phải chờ, nhưng mà chờ về thì mình có thể có bài đánh giá chi tiết về camera được. Nhưng về cơ bản là camera của những sản phẩm OnePlus luôn khiến cho mình tương đối hài lòng. Đấy, pin thì là 4500 sạc 65W. Nhưng mỗi tội là cái giá bán rồi, chip thì là 888 thì ok rồi nhé. Nghĩa là con này là một con ngon, nhưng mà nếu mình nhớ không lầm thì giá bán của nó sẽ không rẻ đâu, cũng phải 17-18 triệu, không biết có đúng hay không. Nhưng mà giá của con này mình nghĩ là nếu mà tầm khoảng 15 triệu thì là một mức giá hợp lý đấy để mà mua. Nhưng mà cũng một số nơi, đến cái thời điểm mình làm video là cũng một số nơi họ bán con OnePlus 9 mới mức giá khoảng 15 triệu thì phải. Đấy, thì mức giá đó mình nghĩ là mức giá hợp lý dành cho con này. Và nếu mà bạn từ iPhone 10s thì lên OnePlus 9 là ổn rồi. Nhưng vấn đề của OnePlus ở đây là gì? Đấy là cái cộng đồng sử dụng những sản phẩm OnePlus ở Việt Nam nó chưa nhiều bằng Xiaomi. Có thể là với cái số tiền mà bạn muốn bỏ ra để mua OnePlus 9, các bạn có thể mua những sản phẩm khác, kiểu như là Xiaomi Mi 1 chẳng hạn. Tất nhiên OnePlus nó vẫn có những cái giá trị riêng của nó, nhưng mà về cơ bản là nếu mà bạn từ iPhone 10s mà lên OnePlus 9 thì mình nghĩ là nên lên. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Minh Nguyễn. Bạn hỏi là: anh ơi, em cần lời khuyên của anh. Gần đây em vừa làm vỡ màn hình điện thoại. Lúc này em cũng định mua điện thoại mới, nhưng vấn đề ở đây là nếu em mua điện thoại mới thì sẽ hết tiền, còn nếu thay màn hình thì sẽ dư tiền. Điện thoại cũ cũng không đáp ứng được nhu cầu của em nữa. Nếu thay màn hình thì em còn dư tiền làm một số chuyện khác. Chọn phương án nào là hợp lý? Cá nhân mình thì thấy là nên thay. Nên thay đi. Bởi vì sao? Bởi vì như này nhá. Đấy là nếu mà bạn không thay thì coi như bạn sẽ vứt cái điện thoại kia đi. Bán xác chắc chẳng đợi được bao nhiêu cả. Bạn sẽ phải vứt cái điện thoại kia đi. Bạn thay màn hình rồi thì sau này ít nhất bạn vẫn có thể bán lại cái điện thoại đó, đúng nào? Và thứ hai nữa đó là kể cả cái điện thoại cũ nó không đáp ứng đủ nhu cầu của bạn nữa, nhưng quan trọng là ở đây là gì? Đấy là bạn vẫn còn tiền để làm những việc khác. Quan trọng nhất là những cái việc khác
liệu nó có gấp gáp hay không, nó có thực sự là cần thiết đối với bạn hay không. Nếu mà cần thiết thì mình nghĩ là nên để tiền ra dư. Bao giờ có tiền ở trong tay nó cũng sẽ chủ động hơn trong những cái việc mà bạn muốn làm. Còn sau này bạn tích thêm tiền thì bạn bán điện thoại đi cũng được. Đấy, thì lúc đấy chúng ta mới nghĩ đến chuyện thay điện thoại. Chứ còn cá nhân mình thời điểm bây giờ là nên thay màn hình. Dù gì thì dù cũng vẫn phải thay màn hình. Cũng nhiều bạn nói mình như này này, cái điện thoại của em nó có 4 triệu thôi, em làm vỡ màn hình, thay màn hình vào thì đã hết đời nó 2 triệu rồi, thì liệu nên thay không? Thì cá nhân mình nghĩ là cũng nên thay. Vì sao? Vì là nếu mà không thay thì bạn mất luôn. Còn nếu bạn thay vào thì có thể là sau này bạn thay vào rồi bạn bán được 3 triệu thì bạn vẫn lãi được 1 triệu, đúng không nào? Thì mình nghĩ là luôn luôn ưu tiên phương án là nên thay màn hình các bạn nhé. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.